Chào anh chị em nhá. Hôm nay mình sẽ quay một con Hyundai. Nếu mà nói đẹp nhất miền Bắc thì nó hơi quá một tí, nhưng mà thực sự nó rất là đẹp. Hyundai đời 2009, xe nhập sổ Hàn Quốc, chiều cao 3m4, xe sơn zin 100%. Đây các bạn nhìn này. Để tìm được một con Hyundai như này thì chắc là rất là khó. Thùng bệ đây. Thùng bệ này, thùng bệ thùng Yên Mỹ đóng nha. Yên Mỹ Hưng Yên đóng thùng là các bạn tự biết rồi, không cần phải giới thiệu quá nhiều về thùng. Xe nguyên tiền trang trí nó cũng đầu tư rất là nhiều rồi, chứ chưa nói đến là tổng thành. Đây là tổng thành cabin, mình sẽ đảm bảo 100% là cabin sơn zin nhá. Cabin sơn zin 100% này. Thùng bệ rất là chắc chắn này. Các bạn nhìn là từ cái cản này, cái cản này được lắp đặt rất chi tiết và đẹp mắt này. Riêng dòng này thì nếu ai yêu dòng Hyundai nhập này thì nhìn vào con xe này thì chắc khó tìm thấy con thứ hai nhá. Rất là khó tìm thấy con thứ hai này. Lắp đặt từ cản này rất là chi tiết, những cái chi tiết từ cản này lắp rất là đẹp này. Đấy. Vì một con xe đẹp nên con này mình bên mình đã làm thêm những chi tiết nó đẹp này. Từ cản sau là các bạn nhìn này, từ cản sau này. Cản sau là chắn bùn nhá. Chắn bùn cũng được làm rất là chi tiết và đẹp mắt này. Các bạn nhìn này, ốp gương sau rất là cẩn thận này. Đi lốc hết. Thùng bệ đây. Để bên này là bên lái này. Lốp còn rất là tương đối này. Đấy, cản này. Tại sao mình nói con này rất đẹp? Bởi vì nó được từ những hình, từ hình thức này, hình thức dán này, nhà mình làm cũng rất là đẹp. Hình thức dán rất là cẩn thận và những chi tiết ở xe này. Đấy. Gương ốp này. Những con xe mà đẹp như này thì các bạn mà không nếu mà ai đang thực sự cần tìm những dòng xe này thì nhanh tay gọi cho chúng tôi này. Nội thất thì cực kỳ sạch sẽ và đẹp nha. Tổng thành xe đây. Đấy. Nói đẹp nhất miền Bắc chắc là không quá lời đúng không? Nó đẹp quá đẹp luôn. Có một con 3,5 tấn xe nhập như này mà ai đang cần tìm mà nhìn thấy điện ngay chúng tôi theo số điện thoại hiện trên màn hình. Tổng thành xe. Con này đẹp quá, nó quay mãi không muốn thôi. Anh chị em quan tâm thì điện theo số điện thoại trên màn hình nha.